phạm, mấy cái tụi diệt tân, mấy cái đám mà chống cộng cộng đồng hải ngoại, tôi chửi tụi nó mấy chục năm nay. Nói gì các bạn, mỗi lần mà nhắc đến tụi nó là tôi chửi tới bời ba lá. Tôi nói chửi đây là gì, tôi vạch mặt những cái sự xảo trá của tụi nó, ghê lắm, toàn là cái thứ côn đồ đạo đức giả. Ngày xưa mà tôi chưa lên tiếng, những người mà ở hải ngoại các bạn sợ lắm, sợ tụi nó lắm à, tại vì đụng tới tụi nó ăn cái là nó gượt, nó dí tới nhà tới cửa. Sau cái vụ của tôi các bạn biết, FBI nó vào cuộc rồi, hàng nào hàng nấy gọi là hù cho lắm. Rồi cuối cùng thì cũng teo giái hết các bạn thấy không, tại vì đụng vô luật pháp mà mình chẳng làm gì sai với pháp luật, tại vì mình sống ở cái đất nước mà đa dân tộc, đâu phải là anh mỹ dân như vậy được, đâu phải là anh lên đó anh nghĩ là anh là mafia, anh là một vua một cõi à, vẫn chơi về luật pháp nó đâu qua đó chứ. Cho nên cái vấn đề mà du học sinh hay lao động ở hải ngoại, tôi nói hôm nay là những cái thành phần ở đời đầu nó khốn nạn lắm. Tôi nói các bạn nó vô cùng khốn nạn. Tại sao? Nó ăn cái đồng tiền của những người, của bác và đảng, của dân mình hồi cái thời đó, đất nước khó khăn, khổ sở, ăn độn, ăn bo bo, ăn cái gì ăn được là kiếm được ăn, là ăn rau cỏ, khoai lang, khoai mì, ăn để cầm hơi. Vừa bị bao vây kinh tế, rồi nào là chiến tranh, nào là lục lội ở đồng bằng Nam Bộ năm 1978 các bạn biết, 1979 khổ sở. Mà tụi nó là những thành phần mà được nhà nước cho đi ra nước ngoài để ở bên khối xã hội chủ nghĩa đó, lao động, rồi những thành phần mà cho đi du học rồi nó quay qua phản phúc. Như vậy tôi còn biết các bạn mà vào báo thoát có một cái nick, các bạn đánh mà Đức Việt 1, Đức Việt 2, ông này các bạn làm bên quân báo đó, tôi chửi ông này không còn bờ bến luôn. Ông ngán tôi lắm. Ông gán tôi ông đó, ông là một làm bên quân báo, là bên quân đội mà quân báo cho đi qua bên Đức rồi, xong rồi chửi lên mạng ha, chen ơi xiên tạc bác và đảng ghê lắm cơ. Lòng giảm tốc độ, mấy thành phần nó khinh bỉ lắm chị các bạn, nó khinh bỉ. Tới bây giờ các bạn biết, ngồi bây giờ bắt đầu hối hận, đất nước ngày càng một phát triển đổi mới, bây giờ bắt đầu hối hận, bây giờ bớt chống rồi, giờ ê càng rồi. Mấy tay nó giờ già rồi, ê càng rồi. Các bạn vào trong thao thoát, cái bạn mà có gì các bạn vào trong, nó có hai cái diễn đàn, đâu cũng 5-10 diễn đàn gì đó, chống cộng rất là mất dạy. Còn có hai cái diễn đàn thì nó hơi ôn hòa, là của tụi chống cộng ở hải ngoại nó lập nên, nó hơi ôn hòa chút là gì, nó để cho mình vào đó để đặng mình cầm mic mình nói với nó, mình tranh luận với nó để cho diễn đàn nó đông, chứ không thôi chẳng ai tham gia hết à, nó để cho mình có đối lập, nhưng mà mình nói cái gì quá là nó, tại vì nó là chủ diễn đàn mà, nó sẽ miếu mình, nó sẽ lấy giật cái mic mình lại, nó không cho mình nói, còn không nó đá văng ra ngoài, ra ngoài diễn đàn đó, ghê lắm. Mấy tụi nó chỉ muốn một chiều, nhưng mà có hai cái diễn đàn thì nó đa chiều một chút, là tụi nó cho mình nói, mình tranh luận với nó tới bờ tới bến, khi nào mà nó bí quá thì nó bắt buộc, nó bị sức ép của phe nó đó, là bắt buộc nó đá mình ra khỏi cái diễn đàn, nó block mình rồi mình không vào được. Cái power talk nó vậy, cho nên tôi nói chị các bạn về cái mặt trận không gian mạng tư tưởng này, nó quỷ quyệt lắm. Tụi chống cộng ở hải ngoại nó rất là quỷ quyệt. Còn tôi thì tôi thấy cái gì tôi chia sẻ cái đó thôi, tôi là cái thằng mà không có chống ai hết trơn á. Tôi nói thiệt với anh chị mà các bạn á, các bạn đi đốt không có ai giống tôi đó à, chỉ có tôi là mới dám nói lên cái sự thật ở hải ngoại nghe, trên cái đất Mỹ nhiều người hồi xưa sợ lắm, nói nó sợ nó tới nhà tới cửa nó hành hạ, sau này nó thấy là nó không được rồi, tưởng đâu dễ ăn với thằng Lê Minh thì lắm.
Hồi xưa nó cũng làm tôi một mình, nó dí được một mình cũng cũng sắp bắt sang bang, nhưng mà mình phải vững lòng và hiểu được cái luật pháp thì nó mới không dám đụng mình nữa thôi, chứ không thôi là nó cho, nó nói mà hai thằng nó là cũng cho mình đi theo bác và đảng á, ghê lắm. Tụi nó khác cái quân ô hợp đó, nó là cái chẳng khác gì một cái lũ mà gọi là băng cướp đó bà ơi. Cái chính trị chính em con khỉ yêu nước cái gì, qua xứ người ta rồi tối ngày lò mò lộm cộm, đeo lon đeo tá rồi vô toàn là đi ra ngoài chợ trời á, mua ba cái quần áo bù lon con tán bánh tiêu bánh ít đậu lên đầu, rồi tới ngày mà than khóc bắt đầu quốc khánh này tới nó khóc, bây giờ hạn chính này bắt đầu nó khóc nữa cho mà coi đó. Bắt đầu nó đeo lên bắt đầu bù lon con tán ốc nhít đi lụm đâu mà chợ trời toàn biết ra chợ trời nó bán đầy Mỹ mà lính là nó xài nhiều khi nó tồn kho đó, nó bán đầy, mua cỡ nào cũng có chứ, mua cái gì cũng có, về bắt đầu làm lại, lên mạng mua thiếu gì, vào eBay chèn ơi thiếu gì, rồi vào trong mấy cái chợ trời nó bán, đeo vô, lượm mấy cây súng mua rồi bắt đầu về giác lên, diễn hề rồi, tao đây là Việt Nam cộng hành đồ, ôi chèn ơi, nhảy nhót được, ca ngợi rồi, bắt đầu quyên góp mà, rồi vài bữa bắt đầu chửi nhau chỉ có vậy thôi. Các bạn thấy ngay cả cái đồ Việt Tân nó lừa mấy triệu người Việt Nam hải ngoại suốt cấp hơn cả chục năm. Hoàng Cơ Minh bị bắn vỡ sọ ở biên giới Hà Lào, các bạn biết nó lừa hồi đó cũng mười mấy triệu đô, là các bạn biết mấy chục năm về trước lớn lắm cho biết đó. Nó lừa người ta tới sau này nó lừa không còn nổi nữa, nó bị bể ra cái đám Việt Tân nó quyên góp giấu biết là không nổi, nó bị bể ra sự thật, bị hạ rồi nó giết người, rồi nó thủ tiêu mấy người mà người ta bất đồng chính kiến với nó, là những người mà người ta không đồng tình với tụi nó. Cái thời đó các bạn biết nó chưa có như bây giờ. Sau này thằng Mỹ nó ngoại giao chính sách toàn cầu hóa của nó mở rộng ra hơn thì vấn đề mà tụi nó bị lộ ra, nó bị lộ ra những cái mà mưu xảo của nó. Tại chính sách toàn cầu hóa, cái mô hình không gian gọi là internet toàn cầu nè, super highway của thằng Mỹ nó đưa ra đó, các bạn bắt đầu nó lộ ra từ từ những cái sự giả dối của tụi nó. Cho nên bà con trong nước cố gắng lo làm ăn, xây dựng tổ giàu mạnh hơn, người nghèo thì phấn đấu vươn lên, xã hội là như vậy thôi, có người giàu người nghèo, người này người đó, người giàu thì tạo công ăn việc làm cho người nghèo thì phấn đấu lên, người nào người ta có đủ trình độ kiến thức khả năng thì người ta sẽ vượt lên để đặng mà trở thành những cái người mà có ích cho xã hội, có ích cho tổ quốc. Cái xã hội mô hình nó là vậy thôi, chứ đâu phải ai sinh ra cũng giàu hết. Những người mà sinh ra giàu là gia đình người ta đã có, những người đi trước gia đình người ta đã có cơ ngơi rồi, các bạn thấy. Cho nên mình phải vượt lên thôi quý vị ơi. Ở Mỹ trời ơi, có nhiều đứa nó sanh đẻ đó ở Mỹ giờ này nó cũng còn khổ sở sắp bất sang bang, các bạn biết đó, chứ đâu phải giỡn đâu. Em ơi, các bạn biết nghèo khổ đói gắt ở Mỹ, 43 triệu người, gần khoảng 43 triệu người dân Mỹ sống trong nghèo khổ chứ phải giỡn đâu. Các bạn đâu có thấy đâu, những người Việt của mình nhiều khi họ qua Mỹ họ cũng tất tần tật mưu sinh cuộc sống, những người lao động đi lao động cũng vậy, họ thật sự họ chỉ muốn đi lao động để kiếm đồng tiền giúp thân nhân ở quê nhà, tại vì cái giá trị đồng tiền ở những cái nước tư bản giá trị nó cao thôi, chứ làm ở đó mà ăn ở đó, chi phí ở đó mà không cần kiệm thì cũng thiếu thốn trăm bề. Nhờ cần kiệm biết chịu khó chịu khổ thì dư ra được ít tiền, dư đâu vài trăm đô gửi về giúp thân nhân ở Việt Nam thì nó lớn, nó trên lệch mà về đời sống vậy thôi. Các bạn thấy
Bởi vì nhiều khi các bạn bị người ta, những người dân nước nghĩ rằng ô tôi qua Campuchia là để đổi đời, hay là qua bên Mỹ để đổi đời, hay đi lao động bên Hàn Quốc đổi đời. Chàng ơi, ở quê hương mình còn biết bao nhiêu công chuyện để mình làm. Kệ ông bà mình có câu nghèo cho sạch, gách cho thơm, con người mình cứ tiến thân thôi. Xã hội nan đề thì sẽ được giải quyết cho nó từ từ nó tốt hơn. Nếu mà xã hội nan đề mà không được giải quyết tốt hơn thì mình mới chống đối, mình mới lên tiếng, bởi vì mình phản đối rồi để bày tỏ sự hiểu biết, chứ không phải là phản đối như kiểu đó xuyên tạc chống phá đất nước, đi ra rồi những cái thứ bơ thừa sữa cạn ăn không ngồi rồi ngồi đó, cái gì cũng nó ị không ra cũng tại cộng sản tào lao. Trong khi cái quốc gia của nó thì các bạn thấy biết bao nhiêu thứ trăm bề ngổn ngang. Cố lên đồng bào tôi yêu, đất nước Việt Nam thân yêu, chúng ta phải cố lên. Đất nước này hơn 3 triệu người đã hy sinh, máu của những anh hùng liệt sĩ đã nhuộm thấm đỏ các quê hương. Chúng ta phải cố lên để sánh vai cùng các cường quốc năm châu, mà những người anh hùng dân tộc xứng đáng với tinh thần những người anh hùng dân tộc đã cống hiến. Các bạn thấy biết bao người, triệu người đã nằm xuống. Ngày hôm nay ở thời bình cũng có những người đã nằm xuống, các bạn thấy, để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc. Ở ngoài biển đảo biết bao nhiêu người phải chịu khổ chịu cực để gìn giữ bờ biển biển đảo. Các bạn thấy trong quốc nội thì những người chiến sĩ bên an ninh phải thầm lặng đêm ngày vượt nằm để đặng mà bắt những cái thành phần tội phạm để cho đất nước được yên bình, để cho những người khác được có cuộc sống tốt hơn. Cho nên nếu mình nghèo, mình khổ, mình phải cố gắng, mình phải học hỏi, mình phải tìm tòi. Tôi thấy Việt Nam bây giờ tầng lớp lao động bây giờ mình chịu khó ngày kiếm vài trăm ngàn, cứ trực tự mà sống thôi, đừng có ham ăn chơi mà làm 10 đồng mà ăn hết 11, ăn tới 11 đồng thì chết rồi. Mình làm 10 đồng mình ăn 5 đồng thôi. Và mình cần kiệm. Mình cần kiệm rồi mình chắc chiêu. Ngày xưa tôi qua Mỹ cũng trắng tay, cuộc sống phải đi làm bồi bàn. Mà chàng ơi, các bạn biết 5-3 đồng giờ mà làm hế mẹ luôn. Phải sống cực khổ, vất vả, trăm bề. Nhà không thuê rồi ở nhờ người này người kia, rồi phải mưu sinh tự cầu tự cấp lấy, đi học vừa đi học vừa đi làm kiếm ăn mì gói thấy mẹ, rồi vừa để đặng mà đi học rồi kiếm được công ăn việc làm tốt hơn và tiến thân, chứ không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống đâu. Thấy người ta giàu có cái mình nghĩ là mình cũng phải giống như người ta được, đâu biết được, chưa chắc những người giàu, các bạn thấy họ giàu nữa chứ ở đó, nhiều người giàu tối ngủ họ còn gác tay lên chán, còn nhiều khi những người mà người ta đang vươn lên từ bàn tay không, các bạn thấy họ cứ vô tư và sống, mình sống làm sao cho nó có cái đạo đức tốt thì tôi nói phải vượt qua hết cái gì lứa thứ vàng gian nan thử sức. Mình ơi, ngày xưa các bạn biết ở bên Mỹ tôi phải đạp xe đạp cách chục mười mấy hai chục mai, là phải mười mấy cây số để đi làm kiếm một giờ chỉ có 3 đồng 30 xu, mà vẫn phải đi làm nhà hàng cho Mỹ, bưng nhà hàng, dọn bàn cho người ta ăn, rồi mình dọn đi rửa chén, rồi đi cái gì làm được là kiếm được tiền là làm mưu sinh, chứ đâu phải giỡn đâu. Cuộc sống ở quê nhà bây giờ, tôi nói những người nghèo ở Việt Nam bây giờ là sướng lấy bà cố. Cái thời của tôi, cái áo thì mặc gạch tả tơi, ra đồng ra ruộng bắt cua bắt ốc hái rau làm, đi bắt cá, cái gì cũng làm hết để mưu sinh, mà đâu có được như bây giờ. Tôi nói bây giờ thế hệ bây giờ nhỏ gia đình mà tôi nói nghèo cũng có được cái xe máy chạy, ngày xưa đi bộ thế mẹ.
không con có được xe đạp mừng ơi là mừng, giống như bây giờ người sắm được chiếc SH. Cái thời của tôi các bạn biết có được xe đạp chèn ơi nó sướng ơi là sướng, mà mình đạp thấy bà cố. Bây giờ nhiều đứa trẻ trẻ giờ có chiếc xe 50 chạy hào 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 hào, xe dài 3 triệu cũng chạy được. Cho nên đừng có nghe lời mấy cái đám chống cộng mà tụi nó có ra hồn vía gì đâu. Quê hương đất nước mình nan đề thì mình cùng chung nhau mình xây dựng, còn nan đề ở xã hội Mỹ nó đâu phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Nan đề ở những cái quốc gia quê hương của mình chưa có được tốt hơn thì mình phải xây dựng quê hương tốt hơn, chỉ vậy thôi. Xin chào các bạn một lần nữa nha. Bye 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 bye.